Alo, alo. Dạ xin kính chào toàn thể các quý vị đại biểu rất là thân mến trong buổi sáng hôm nay ạ. Và lời đầu tiên thì xin cho phép tôi được thay mặt tất cả các anh chị diễn giả ở trên sân khấu được gửi lời chào trân trọng nhất. Gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị đại biểu rất là thân mến trong buổi sáng hôm nay. Và ở trong tại khán phòng này một năm trước đây thì chúng tôi cũng đã có vinh dự được tham gia một phiên thảo luận với tất cả các quý vị đại biểu trong một khuôn khổ là hội nghị được tổ chức bởi Liên Chi Hội Khách sạn Việt Nam. Thì trong buổi hôm đó thì là tôi cũng đã xin phép tất cả các quý vị đại biểu rằng thì là cho phép chúng tôi ở trên này được gọi nhau bằng anh em, bởi vì là nghề khách sạn thì tôi cũng xin phép từ năm trước là chúng ta làm trong nghề dịch vụ thì chúng ta luôn tươi trẻ trong trái tim và trong trí tuệ. Vì thế cho nên xin phép được xưng hô là các anh chị diễn giả ở trên này để hầu chuyện các quý vị đại biểu ạ. Xin được phép ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Và trong khuôn khổ của buổi thảo luận thì với chủ đề mà chúng ta đã nghe từ sáng thì chúng ta thấy là cái từ bền vững xuất hiện rất là nhiều, và gần đây thì rất là nhiều những khía cạnh trong cuộc sống, trong xã hội nói về bền vững, đúng không ạ? Bắt đầu từ là phát triển bền vững, rồi là trong cái phát triển bền vững ấy thì chúng ta nói tới là kinh doanh bền vững, rồi môi trường bền vững, đúng không ạ? Rồi chúng ta nói đến là du lịch bền vững. Vậy thì trong đó nguồn nhân lực bền vững thì thế nào? Thế thì ngay khi mà có chủ đề của hội thảo thì tôi theo dõi thì anh Việt là CEO của trang tuyển dụng rất được uy tín trên thị trường lao động là hoteljob.vn đã có ngay một bài để bật mí với tất cả công chúng rằng thì là cái câu trả lời làm thế nào để có một nguồn nhân lực bền vững sẽ được bật mí trong cái phiên thảo luận ngày hôm nay. Vì thế cho nên là câu hỏi đầu tiên cũng như là xin nhờ anh Việt chia sẻ với tất cả các quý vị ở đây là anh đã nói gì trong cái bài báo ấy và quan điểm của anh như thế nào để chúng ta có thể cùng hướng tới ngành du lịch khách sạn Việt Nam có một nguồn nhân lực bền vững. Xin nhờ anh ạ. Vâng, cảm ơn chị Minh. Trước tiên xin gửi lời chào tất cả các quý vị khán giả, các anh chị em đúng không? Dạ. Vâng, của chúng ta có mặt hôm nay. Thì ngay sau khi nhận được lời mời của Liên Chi Hội Khách sạn thì trang Hotel Job của chúng tôi đã ngay lập tức là tổ chức một cái khảo sát ở trên trang Hotel Job cũng như các cái fanpage, các cái nhóm của nghề khách sạn. Chúng tôi cái page nghề khách sạn cũng như là page nhóm nhà quản lý ngành khách sạn ấy, cũng khá lớn, và chúng tôi đã tổ chức ngay một cái khảo sát đó. Và trong một thời gian ngắn thì kết quả cũng đã được trả về và cũng đáng mừng. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị đó là đầu tiên cái khái niệm là nguồn nhân lực bền vững là như thế nào. Thì 70% có số câu trả lời là các cơ sở lưu trú của chúng ta đã nhận biết được cái khái niệm này và đã quan tâm đến những cái hoạt động về du lịch xanh và du lịch bền vững nói chung. Đó là một cái tín hiệu khá mừng ạ. Và chỉ có khoảng 20% là tôi chưa được tiếp cận về cái khái niệm này, cũng như là khoảng 4% con số rất nhỏ là chúng tôi chưa quan tâm. Đó là một cái chia sẻ, cái tín hiệu đáng mừng về cái nhận biết về cái nguồn nhân lực bền vững nói riêng và cái du lịch xanh, du lịch bền vững của chúng ta nói chung ạ. Thế và một số cái câu hỏi nữa là bạn có lo lắng cho cái nguồn lao động bền vững của nghề khách sạn hiện nay không? Thì con số là hơn khoảng 68% là có lo lắng. Cũng như bài chia sẻ của ông Tuấn vừa rồi, tức là chúng các cái cũng xin chia sẻ thêm là cái khảo sát này chúng tôi đặt câu hỏi cho các nhà quản lý cũng như là trưởng bộ phận trở lên của các khách sạn trên toàn quốc ạ, và có 300 người đã thực hiện khảo sát. Thì có cái câu trả lời là khoảng gần 70%, 68% đây là chúng tôi lo lắng cho cái nguồn nhân lực trong tương lai của chúng ta. Thì tôi cũng chia sẻ thêm rằng là trong cái thời kỳ Covid vừa rồi thì nguồn nhân lực như ông Tuấn có chia sẻ là chúng ta đã bị chảy máu chất xám, nguồn lao động của chúng ta cũng đã chuyển sang các nghề khác khá nhiều. Nhưng ngược lại trong cái suy thoái kinh tế hiện nay thì đang có xu hướng là chảy ngược lại, tức là từ những cái ngành khác cũng bị suy thoái nhưng mà ngành du lịch của chúng ta trộm vía cũng đã tự phần nào đó ổn định hơn qua những con số thống kê như các diễn giả đã chia sẻ lúc nãy của cái tình trạng hoạt động của ngành chúng ta. Thì cái nguồn lao động, đặc biệt là lao động cấp thấp, cũng đang quay ngược trở lại với cả nghề chúng ta. Đó. Thế và
Với câu hỏi là các đơn vị bạn có các hoạt động về du lịch xanh, du lịch bền vững chưa? Thì 43% trả lời là chúng tôi đã rất tích cực thường xuyên tổ chức cái hoạt động này rồi và có tập huấn cho nhân viên. Thế và cũng 43% trả lời là chúng tôi có quan tâm nhưng mà chưa có điều kiện để mà thực hiện những cái hoạt động về du lịch xanh và du lịch bền vững. Đó. Và với câu hỏi là bạn có hài lòng về chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp cho người lao động không? Vì cái câu hỏi này cho các nhà quản lý ấy, cũng cho các cái trưởng bộ phận nhân sự nữa, cho nên là chỉ có 29% là tôi hài lòng. 29% hài lòng là với các cái chế độ hiện nay mà các cái cơ sở lưu trú của chúng ta, các khách sạn chúng ta đang áp dụng với cả nhân sự của mình. Thế và 55% thì nói rằng là chúng tôi chấp nhận ở cái điều kiện hoàn cảnh hiện tại. Vì tất cả chúng ta cũng thông cảm rằng đang suy thoái kinh tế, đang khó khăn, các chủ đầu tư cũng đang vất vả. Cho nên rằng là 55% là chúng tôi tạm hài lòng. Thế và có 15% thôi là chúng tôi chưa thấy là ưng ý lắm, vẫn có nhiều cái để có thể làm tốt hơn. Nó sơ bộ một số cái thông số, còn rất nhiều các câu hỏi khác nữa, nhưng mà để một chút nữa tôi chia sẻ thêm thì nhường lại cho chị Minh ạ. Vâng. Cảm ơn quý vị. Dạ, và cảm ơn anh Việt rất là nhiều về chia sẻ rất là cụ thể sau cái khảo sát của anh Tuấn với thị trường về nguồn nhân lực bền vững. Thì vì là anh Tuấn có nhắc tới phần chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn thì là nó liên quan đến cái yếu tố là nhân sự bền vững thì đang là một trong những cái chủ đề khá nóng và nó là một trong những cái tình hình khó khăn nhất hiện nay. Chưa bao giờ chúng ta khan hiếm cái nguồn nhân lực như bây giờ. Từ trước đến nay chúng ta cũng chưa bao giờ nói rằng là chúng ta đủ nguồn nhân lực cho ngành du lịch, ngành khách sạn lưu trú cả. Và cho đến sau Covid thì cái điều này lại trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết và vô cùng là khó khăn. Thế thì em muốn hỏi chị Hà, dưới kinh nghiệm và với góc nhìn của một nhà đầu tư, rồi là chủ doanh nghiệp, điều hành một chuỗi những cái resort, thì vấn đề nguồn nhân lực có ảnh hưởng gì đến các quyết định đầu tư kinh doanh của chị? Xin mời chị chia sẻ ạ. Cảm ơn Minh. Thực ra thì để mà đi chọn một cái quyết định đầu tư thì cái yếu tố đầu tiên không phải là nguồn nhân lực. Cho nên là đối với các cái chủ đầu tư thì họ thường ấy là điểm đến, vị trí và những cái giàu có về lịch sử văn hóa khiến cho họ có thể quyết định. Và trong cái quá trình đầu tư đấy thì quan tâm đến cái đẳng cấp mà họ lựa chọn để họ quyết định họ sẽ là đào tạo như thế nào. Thí dụ họ sẽ là có một cái bao giờ có một dự án ra đời thì cũng có thời gian là pre-owning. Và trong cái chi phí cho pre-owning đấy thì chi phí để mà tuyển dụng và đào tạo là lớn nhất. Lớn nhất, nếu mà không nói là đến 85% chi phí cho pre-owning là chi phí tuyển dụng và đào tạo. Cho nên nó có một cái quãng thời gian 6 đến 8 tháng, thậm chí có những dự án quan trọng họ có thể dùng đến 1 năm. Cho nên là họ có thể thu hút và phân chia những cái nhu cầu của họ theo cái yêu cầu đáp ứng cái chất lượng dịch vụ của họ ra. Cho nên là nó không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà trong quá trình vận hành ấy, thì cái đồng hành của người chủ doanh nghiệp với cái người quản lý không thể tách rời. Nhưng mà thực tế tại sao mình thấy hiện tại, nhất là càng ở những phân khúc cao á, thì lại có cái sự hơi tách rời. Và cái sự hơi tách rời đấy nó làm cho thiếu nhất quán trong quá trình vận hành. Và nó dẫn đến nhiều cái vấn đề mà bắt buộc phải điều chỉnh về chính sách. Cho nên là cái đấy là sẽ là phải có cái yêu cầu và lựa chọn cho nó phù hợp. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị vừa nói rằng là để quyết định đầu tư thì các nhà đầu tư thường hay quan trọng về điểm đến rồi là về đẳng cấp, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái thực tế là mặc dù là như vậy là các yếu tố mà các nhà đầu tư quan tâm, nhưng mà chị Hà cũng vừa chia sẻ là có tới 85% cái chi phí trong cái giai đoạn tiền khai trương lại là chi phí của nhân sự, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại quan tâm đến cái con số là 85%? Và mặc dù là các nhà đầu tư hiểu được điều này, nhưng mà liệu chúng ta có đủ nguồn nhân lực để mà đáp ứng các cái dự án tiền khai trương hay là không? Tôi xin phép được mở ngoặc ở đây là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thế thì ở đây thì là chúng ta cũng có hai diễn giả đến từ hai khách sạn, là hai giám đốc nhân sự của hai khách sạn ở hai thương hiệu tập đoàn khác nhau. Thì xin được hỏi bạn Thảo là với những khách sạn tiền khai trương, vừa rồi thì là chúng ta cũng được biết là tập đoàn Marriott vừa mới
có những hợp tác với cả một tập đoàn trong nước rất lớn và take over khoảng hơn 10 các khách sạn ở trên toàn quốc. Vì thế cho nên là chị cũng được biết là Thảo cũng tham gia những cái dự án đó. Thế thì Thảo có thể chia sẻ là vậy thì cái nguồn nhân lực mà bên tập đoàn mình đang cần với một cái lực lượng lao động lớn như vậy thì những khó khăn thách thức mà bên mình đang gặp phải là gì? Và quan điểm của Thảo đối với cả cái khái niệm nguồn nhân lực bền vững là gì? Thảo có thể chia sẻ được không? Vậy cảm ơn chị Minh. Em xin phép chia sẻ một chút xíu về cái chủ đề nguồn nhân lực bền vững. Thực ra là giai đoạn này em khá là bận, nhưng mà khi mà nhận được cái chủ đề là nguồn nhân lực bền vững thì em cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đến chia sẻ một chút xíu cái quan điểm cá nhân cũng như là cái mà em đúc kết sau một khoảng thời gian mà làm những cái dự án, kể cả tiền khai trương cũng như là những cái dự án conversion. Và nếu như mà chúng ta làm việc ở trong môi trường khách sạn, chúng ta đều thống nhất với nhau rằng là những cái dự án conversion ấy, nó còn khó hơn là những cái dự án mà chúng ta tiền khai trương. Đấy là một cái sự thật rõ ràng. Thực ra thì em và chị Minh hôm qua cũng có một cái tranh luận nhỏ với nhau là cái chúng ta hiểu thế nào về cái khái niệm nguồn nhân lực bền vững, đúng không ạ? Thế thì em biết rằng là nếu như mà nêu cái khái niệm nguồn nhân lực bền vững lên thì có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau. Một số người thì nói rằng nguồn nhân lực bền vững có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta tạo được cái môi trường cũng như một cái chế độ phúc lợi đủ để cạnh tranh và hấp dẫn để làm sao khi mà chúng ta tuyển dụng nhân lực vào và chúng ta giữ được cái nguồn nhân lực đó ở lại với chúng ta mãi mãi. Đấy cũng là một cái quan điểm về nguồn nhân lực bền vững. Thế tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu rằng là xã hội cũng như là thế giới nó luôn vận động. Và cái khái niệm, các khái niệm nó luôn luôn nó vận động và nó sẽ có những cái nó khác đi so với cả cái quan niệm của chúng ta ngày xưa. Đối với em á, thì em chia cái khái niệm về cái nguồn nhân lực bền vững nó làm ra làm hai yếu tố nó rất là rõ ràng. Cái yếu tố thứ nhất đấy là chúng ta duy trì cái nguồn nhân lực chúng ta đang có qua tất cả những cái chế độ phúc lợi mà chúng ta có thể cho họ để họ an tâm làm việc. Thế tuy nhiên là chúng ta không thể, cái thời điểm này là cái thời điểm mà các anh chị cũng biết rằng là thế hệ mới họ sẽ thay thế hệ cũ, đúng không ạ? Em cứ nhắc đi nhắc lại là em nhớ lại cái thời mà em tiền khai trương khách sạn Intercontinental Hà Nội Select, là lúc đấy em tuyển một outlet manager, một restaurant manager thì có tận 15 ứng viên sáng giá đứng ngồi xếp hàng bên ngoài để đợi phỏng vấn. Thậm chí là em có restaurant manager của Metropole Hà Nội cũng sang phỏng vấn. Em có restaurant manager của Hilton Hà Nội cũng sang phỏng vấn. Và tất cả khách sạn họ đều sang phỏng vấn. Nhưng sau đấy chỉ khoảng tầm 6 đến 7 năm thôi, khi mà em tuyển đúng cái vị trí đấy thì em chỉ còn 3-4 CV đẹp. Và đến bây giờ nếu mà ứng tuyển cái vị trí đấy thì phần lớn là có rất nhiều CV. Nhưng mà nếu như mà những cái người mà có kinh nghiệm trong nghề ấy, mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy rằng là cái CV đấy chưa đủ độ chín, hoặc là có những bạn là bạn ý 9F, bạn ý là restaurant manager của những cái khách sạn bé bé, thậm chí homestay, họ cũng mạnh dạn họ ứng tuyển vào những cái vị trí đó. Thế thì câu chuyện đó nó nói lên là gì ạ? Nói lên là cái nguồn nhân lực nó đã thay đổi, đặc biệt là những cái bạn Gen Z bây giờ, đúng không ạ? Thế thì khi mà những cái bạn Gen Z bây giờ thì bao giờ các bạn ấy cũng muốn rằng là các bạn vào làm một nơi các bạn ấy sẽ có cơ hội phát triển. Và thậm chí có nhiều bạn nói là cứ mỗi 6 tháng các bạn ấy phải được promote một lần, không promote bạn ấy chuyển. Thế thì chúng ta sẽ phải làm thế nào với cả những cái bạn như thế? Thế thì cái bước tiếp theo ngoài cái việc mà chúng ta duy trì một cái chế độ phúc lợi rõ ràng cho cả người lao động thì chúng ta phải tái đầu tư. Bền vững có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sử dụng họ, chúng ta phải tái đầu tư họ, chúng ta không thể làm vắt kiệt họ và cạn kiệt họ. Thế tái đầu tư là như thế nào ạ? Tái đầu tư là khi chúng ta nhìn thấy cái người đấy người ta có khả năng ở cái công việc họ đang làm, nhưng chúng ta phải khai thác xem là họ có khả năng ở những cái lĩnh vực nào khác. Và chúng ta tái đầu tư bằng cách là chúng ta cho họ cái cơ hội phát triển ở cái lĩnh vực mới mà họ nghĩ rằng là họ có khả năng, và chúng ta cũng nhìn thấy là họ có khả năng. Thì đấy là cái bước tiếp theo của cái việc mà duy trì cái nguồn nhân lực bền vững ở trong nội bộ doanh nghiệp của mình. Và cái nữa chính là cái mà chúng ta phải dành một quỹ rất là lớn cho cái công việc là đào tạo và tái đào tạo. Đó. Thì đấy cũng là một cái điểm mà cô Hà có nói, chị Hà có nói, em cháu xin phép gọi là chị ạ, cho nó trẻ ạ. Có nói về cái câu chuyện là tại sao mà những cái khách sạn tiền khai trương họ phải dành đến 85% quỹ của họ để tuyển dụng và đào tạo là vì như thế. Cái việc tái đào tạo là cái việc nó rất là quan trọng. Và đây cũng là một cái mà em xin phép em nhấn mạnh với tất cả những anh chị nào, cô chú nào đang là chủ doanh nghiệp ngồi tại đây, là khi có bất cứ một cái
sự cố nào về mặt kinh tế thì cái việc đầu tiên mà chúng ta nhìn là cắt người và cắt đào tạo. Được chưa ạ? Và cái COVID chính là cái minh chứng hùng hồn nhất để cho thấy rằng cái chính sách cắt người cắt đào tạo là nó thực sự là nó là một cái nỗi đau của chúng ta khi mà kinh tế hồi phục. Tại vì khi mà COVID, em cứ nhớ mãi là cái khi mà chính phủ xác nhận là mở cửa một cái là khắp mọi nơi là nói rằng là không có người làm. Và ở trong cái group Zalo của em thì khi mà em vừa bảo là mọi người ơi có chỗ nào thiếu người làm không, thì tất cả các anh chị em nhân sự từ Bắc vào Nam, Phú Quốc cho đến cả Lăng Gô của Nhi đều nói rằng mọi nơi chúng ta thiếu người làm. Thì cái hệ quả của đấy là việc là chúng ta cắt nhân sự cũng như là cắt cái quỹ đào tạo. Thế thì cái đào tạo là cái mà rất khó để thuyết phục các chủ doanh nghiệp. Tại vì là cái kết quả nó mang lại thì không ngay trước mắt. Nhưng mà các anh chị cứ thử không đào tạo xem thì các anh chị sẽ thấy ngay cái hậu quả nhãn tiền. Đúng không ạ? Thế thì đấy là cái mà chúng ta tập trung vào cái nội bộ, duy trì cái nguồn nhân lực hiện tại chúng ta có để tạo nên cái giá trị bền vững. Thế còn một cái giá trị bền vững nữa nó vượt qua ngoài cái đấy. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là nếu như mà chúng ta có những nhân viên nghỉ việc thì làm thế nào để chúng ta tiếp tục duy trì cái nguồn nhân lực bền vững của chúng ta? Với cái tỷ lệ nghỉ việc hiện tại ở tại Hà Nội, với cái thị trường khách sạn 5 sao thì nó rơi vào đấy trung bình đâu đấy khoảng tầm từ 18 cho đến 20% của năm 2023 vừa rồi. Em biết tại vì là bọn em có một cái group mà em luôn chia sẻ những con số đấy và bọn em có thể tính được average ra. Thế thì chúng ta làm thế nào để duy trì được cái sự bền vững đấy nếu như mỗi năm chúng ta có khoảng 20% nhân viên nghỉ việc, và em đảm bảo rằng con số này sẽ tăng tiếp cho đến năm 24, năm 25 nó sẽ tăng tiếp lên như thế. Tại vì với cái xu hướng nhân sự như thế này, vậy thì chúng ta làm thế nào để tìm cái sự bền vững trong cái sự biến động đấy? Thì chúng ta lại phải quay ra cái câu chuyện là ở cái ngoại biên. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta muốn rằng cái nguồn nhân sự chúng ta lấp vào cái chỗ nhân sự bị mất đó mà họ tiếp tục kết nối được cái giá trị bền vững của chúng ta, thì chúng ta phải tập trung vào ba cái việc mà chúng ta sẽ phải làm. Cái việc thứ nhất là chúng ta nuôi nhân sự từ bây giờ. Vậy cái nguồn chúng ta nuôi nhân sự bằng cách nào ạ? Chúng ta phải dành nhiều thời gian cho các trường cao đẳng và đại học mà họ đang đào tạo những cái chuyên ngành quản lý khách sạn cho chúng ta. Và cái việc dành thời gian đấy không phải là một năm chúng ta đến đấy chúng ta nói mấy câu chuyện, đứng trước sinh viên nghe sinh viên vỗ tay rồi hỏi mấy câu thế coi dạng là nuôi. Không ạ, đấy không phải là nuôi ạ. Nuôi là chúng ta phải đào sâu hơn ạ. Đào sâu hơn là gì ạ? Chẳng hạn như là ở khách sạn em thì một trong những cái target mà em phải làm á là một năm bọn em phải có bao nhiêu bài giảng ở những cái trường đại học mà họ có những cái chuyên ngành khách sạn. Bài giảng đây là bài giảng cho sinh viên, không phải nói về tập đoàn mình nhé, mà là sẽ phải đóng góp bài giảng với những cái môn học mà sinh viên học. Bọn em phải đóng góp bài giảng ạ. Được chưa ạ? Nuôi là như thế nào ạ? Cho sinh viên cơ hội thực tập nhưng phải có lương. Tại vì bây giờ Gen Z họ khôn lắm ạ. Họ không hết rồi cái thời đi thực tập không lương ạ. Ngày xưa cứ nói là các em đi thực tập để các em có kinh nghiệm. Xin lỗi, tôi có kinh nghiệm nhưng tôi vẫn phải làm mà. Trên thực tập phải có lương, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là chúng ta phải kết nối để tham vấn cho những cái trường đấy về cái mô hình đào tạo. Thì bây giờ các trường họ cũng rất là mở ạ. Họ muốn rằng sinh viên của họ ra trường một cái là đi làm được luôn và giảm thiểu cái thời gian tái đào tạo của các doanh nghiệp. Thì chúng ta họ sẵn sàng họ lấy lời khuyên của chúng ta để xem là họ cơ cấu lại cái môn học của họ thế nào để nó phù hợp. Đấy là một số những cái ví dụ về việc mà chúng ta nuôi nhân viên từ bây giờ. Thế cái bước tiếp theo chúng ta có thể tạo được cái nguồn nhân lực ngoại biên một cách bền vững là chúng ta phải xây dựng được cái thương hiệu nhà tuyển dụng của chúng ta trên thị trường. Thì chúng ta xây dựng cái thương hiệu nhà tuyển dụng của chúng ta trên thị trường bằng cái gì ạ? Nó lại quay trở lại là chúng ta phải làm tốt cái vấn đề về văn hóa doanh nghiệp của chúng ta. Thì khi mà cái văn hóa doanh nghiệp của chúng ta tốt thì cái thương hiệu tuyển dụng của chúng ta nó rất là tốt, đúng không ạ? Và khi cái thương hiệu tuyển dụng của chúng ta tốt thì chúng ta tuyển người nó sẽ dễ dàng hơn so với cả những đối thủ cạnh tranh mà thương hiệu tuyển dụng của họ không tốt. Và cái cuối cùng em lại quay trở lại, đấy chính là những cái trưởng bộ phận, những cái người key person ở trong khách sạn. Họ phải có khả năng để tái đào tạo lại nhân viên của họ. Có nghĩa là các anh chị cứ xác định này ạ, sinh viên ra trường kể cả top các trường khi vào làm họ vẫn phải được tái đào tạo lại. Được chưa ạ? Vậy thì những cái người tái đào tạo đấy chính là ai ạ? Đấy chính là những cái vị trưởng bộ phận của chúng ta.
Em xin phép lấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ trước khi mà em trả lại sân khấu chị Minh. Em có hai ví dụ ạ. Cái ví dụ thứ nhất là hệ thống Sinpark Boutique Hotel. Đấy là một cái hệ thống mà nếu như mà ai ở Hà Nội cũng biết cái hệ thống đấy, là hệ thống mà khách sạn local và của chủ đầu tư người Việt, và tất cả là họ tự vận hành, nhưng họ vận hành khá là ổn. Thế thì chị Thủy là giám đốc thì chị khá là quyết liệt trong cái câu chuyện là tái đào tạo. Thì chị có chia sẻ rằng là có một thời gian là chị không thể tuyển được sale. Tại vì là sale thì lương cao nhưng mà không produce. Và chị làm quyết liệt đến mức độ thế nào ạ? Chị tuyển telesale ạ. Có nghĩa là chị tuyển sinh viên ra trường và chị tuyển telesale và chị tự tay đào tạo lại bộ sale của chị từ đầu. Được chưa ạ? Và cái việc mà chúng ta có những cái người ta có nghề như thế, người ta sẵn sàng, người ta quyết liệt trong cái việc mà người ta tái đào tạo lại, người ta rút ngắn cái thời gian, người ta tiết kiệm được cho công ty, đấy là một cái. Khi mà em cứ nhớ mãi là khi em tuyển cái vị trí giám đốc kỹ thuật cho khách sạn Sheraton Hải Phòng thì GM rất là sốt ruột và đưa cho em và xuống hỏi em là tại sao có những hồ sơ nó đẹp như thế này mà mày phỏng vấn mày vẫn cứ reject người ta. Người ta có 5 năm kinh nghiệm, người ta mở cửa toàn những cái resort lớn, Movenpick, Cam Ranh rồi các thứ mà tại sao mày vẫn cứ reject người ta? Thế thì mọi người có muốn biết là em reject những cái candidate đấy vì lý do thì sao ạ? Thứ nhất, City Hotel và Resort Hotel là hai cái nó có đặc thù khác nhau. Được chưa ạ? Nếu như anh chị nào ở đây là owner của resort, em khuyên các chị đừng bao giờ tuyển giám đốc kỹ thuật là từ những cái city hotel và building về. Họ không làm được đâu ạ. Kể cả họ có giỏi đến mấy họ cũng không làm được. Được chưa ạ? Rồi, thế tiếp theo ạ, là với những cái người mà background ấy, mọi người nhìn là cứ 3 năm nhảy hai nơi, khai trương xong một con khách sạn là nhảy việc ạ. Đừng bao giờ tuyển. Tại vì sao? Tại vì đấy là những người mà người ta đi, người ta chỉ làm cùng với vendor nhà thầu rút là họ cũng rút, không có nhà thầu nữa họ không tự vận hành được khách sạn. Được chưa ạ? Tiếp theo nữa là hãy tuyển những cái người mà giám đốc kỹ thuật ấy, người ta có nghề, người ta có thể dạy được thợ của họ. Tại vì ở đây ngoài Hà Nội và Hồ Chí Minh là hai nơi chúng ta có thể tuyển được thợ kỹ thuật có tay nghề. Những cái vùng như là Cam Ranh, những cái vùng mới nổi như Tuy Hòa, Phú Yên, Quy Nhơn và những cái vùng xa hơn nữa, thợ kỹ thuật họ không có nghề. Nhiều khi họ là dân biển, họ là dân nông, họ lên họ làm. Và nếu như giám đốc kỹ thuật của chúng ta không có nghề, họ không đào tạo được quân, họ sẽ không làm được việc. Và với những cái CV như thế thì cũng đừng có tuyển ạ. Đấy lý do vì sao mà em reject. Được chưa ạ? Thế thì từ cái việc mà chúng ta tập trung, chúng ta giữ được những cái người key person của chúng ta và họ có thể tái đào tạo được nhân viên của chúng ta một cách nhanh nhất có thể, thì chúng ta cũng có thể làm được ra cái giá trị bền vững của những cái đối tượng nguồn lao động bên ngoài. Và khi chúng ta có nguồn lao động bên ngoài vào rồi và chúng ta có những yếu tố đấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xây được lên cái giá trị bền vững trong cái hệ sinh thái của mình ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn Thảo rất là nhiều. Không biết là Nhi thì... cùng và vai trò như là Thảo là giám đốc nguồn vốn nhân lực của một khách sạn, một thương hiệu khách sạn, thì Nhi có bổ sung gì không? Cảm ơn chị Minh. Em nghĩ là nãy giờ là chị Thảo là chia sẻ hết tất cả những cái ý mà những cái trắc trở và những cái chia sẻ của một cái vị trí HRD bọn em đang có những cái cảm nhận như vậy. Ngoài ra thì em cũng muốn add thêm một chút xíu. Chúng ta đang ở trong cái lĩnh vực là business liên quan tới con người. Và để chúng ta grow cái business của mình thì chúng ta phải develop cái talent của mình. Và đó là một trong những cái chiến lược mà tập đoàn Ba Nhanh group của bên em đang tập trung vào chiến lược đó. Cái đào tạo nó là một cái vấn đề rất là, nãy giờ cũng các anh chị cũng chia sẻ rất là nhiều, thì đào tạo là một vấn đề rất là tiên quyết để chúng ta có thành công được hay không. Thì mỗi một nhân viên mà vào làm việc thì chúng ta sẽ có một cái quy trình đào tạo ngay từ ban đầu cho tới trong cái quá trình làm việc. Và mỗi bộ phận chúng ta nên có một cái là trainer. Trainer ở đây có nghĩa là người ta sẽ chịu trách nhiệm để đào tạo và follow up với nhân viên. Và đó là một, em cũng có thể là chia sẻ một nhận chứng. Hiện tại resort của bên em thì ở tại Lăng Cô. Như chị Thảo nói, không phải là một cái city. Thì cái
cái nguồn trăn trở và cái khó khăn của bên em, có nghĩa là để giữ chân nhân viên, tại vì cái địa thế của bên em hơi xa với thành phố, và khi mà nhân viên đi làm như vậy người ta sẽ xa nhà, người ta phải đánh đổi rất là nhiều để người ta có thể gắn bó với công ty. Vì vậy mình phải có những cái chiến lược gì đó để mà có thể giữ chân được nhân viên, và một trong những chiến lược của tập đoàn của bên em là phát triển con người. Thì một số nhân viên hiện tại gắn bó với bên em thì khi người ta mới vào làm thì người ta chỉ làm ở vị trí là nhân viên lễ tân, và đến bây giờ người ta đã sau 10 năm gắn bó thì người ta đã lên vị trí là Room Division Manager hoặc là một bàn kỹ thuật ở vị trí giám sát, và bây giờ người ta đã tự tin và người ta đã lên vị trí là giám đốc kỹ thuật. Thì làm sao để người ta được những cái vấn đề đó, để đạt được những cái mục tiêu đó? Thứ nhất, mình phải tập trung vào con người và mình phải tập trung vào cái đào tạo. Đó là cái điểm chính mà mình có thể là nuôi nguồn và có một cái nguồn nhân lực bền vững. Cái thứ hai em cũng muốn chia sẻ thì em nghĩ là mình phải để cho nhân viên hiểu được cái văn hóa công ty, văn hóa doanh nghiệp của mình là gì, và mình phải nuôi được cái sự yêu mến từ người ta với cái brand của mình, với công ty của mình để người ta gắn bó. Và hiện tại ở tại Laguna Resort Lăng Cô thì hiện tại bên em có khoảng tầm gần 900 nhân viên, thì trong đó khoảng tầm 500 nhân viên đã gắn bó và làm việc trên 5 năm, có nghĩa là chiếm 49% nhân viên hiện tại đã làm việc với công ty trên 5 năm. Thì cái thành công ở đây là cái vấn đề thứ nhất, như khi này em đã chia sẻ. Thứ nhất là mình tập trung vào đào tạo. Cái thứ hai nữa, mình phải biểu được cái văn hóa của công ty và để xây dựng cái lòng tự hào của mỗi nhân viên, để người ta hiểu được cái brand của mình, hiểu được cái văn hóa của công ty của mình, từ đó người ta sẽ gắn bó. Và mình tạo những cái cơ hội phát triển. Hiện tại ở tập đoàn thì mình sẽ có rất là nhiều cơ hội đào tạo và phát triển cho nhân viên. Thì ví dụ là mỗi năm là công ty sẽ gửi nhân viên đi đào tạo ở những cái khách sạn khác, để nhân viên có những cái trải nghiệm khác. Thì mỗi năm nhân viên có thể là đi thực tập hoặc là đi đào tạo ở tại trong nước cũng như ở ngoài nước. Vì vậy có những bạn mới vào làm việc ở chỉ là ở cái vị trí là nhân viên rank and file, nhưng mà sau khoảng tầm 5 năm gắn bó thì người ta đã đạt được những cái vị trí mà những cái mục tiêu khi người ta mới đi ra. Thì đối với em, quan điểm của em thì đào tạo là cái kiên quyết nhất. Ngoài ra như chị Thảo cũng chia sẻ thì mình cũng phải thời xưa khi mà mình tuyển dụng thì nhân sự chỉ cần ngồi thôi và tất cả các CV đều gửi tới mình, và mình không cần phải lo lắng về cái vấn đề tuyển dụng nữa. Nhưng mà ngày nay thì nó đã hoàn toàn thay đổi. Nhân sự của bên em thì mình phải gọi là một cách rất là active, mình phải chủ động hơn trong cái vấn đề tiếp cận nguồn nhân lực, và mình phải gọi là employer branding, có nghĩa là mình phải cho người ta hiểu được cái văn hóa của mình là gì, và mình phải tìm cách tiếp cận của người ta như thế nào để mình có thể được thứ nhất là giữ chân nhân viên, và cái thứ hai nữa là có thể là phát triển được cái nguồn nhân lực của mình. Xin cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của Thảo và Nhi rất là nhiều. Và với hai cái chia sẻ vừa rồi thì tôi nhớ tới một cái khái niệm bền vững mà xin phép được chia sẻ với quý vị, là khái niệm bền vững là phát triển đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến cái nguồn tài nguyên đấy trong tương lai. Thế thì với cái khái niệm như vậy, sơ bộ như vậy mà nghe chia sẻ của các diễn giả trên này, thì chúng ta khẳng định với nhau là chúng ta, ngành du lịch, ngành khách sạn Việt Nam, chúng ta chưa có nguồn nhân lực bền vững. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thiếu quá. Đúng không ạ? Mà ở các khách sạn quốc tế, như là hai cái thương hiệu khách sạn mà Thảo với Nhi vừa chia sẻ với quý vị, thì người ta làm được câu chuyện đấy ở trong nội tại. Nhưng nếu chúng ta xét ở một cái bối cảnh chung của cả một ngành, của một quốc gia, thì chúng ta phải làm gì? Đúng không ạ? Đây là một sự kết hợp giữa tất cả các bên để có thể tạo ra một hệ sinh thái, mà ở đó cái yếu tố đào tạo nó chỉ là một yếu tố giúp chúng ta có nguồn nhân lực bền vững, chứ không phải là tất cả. Bởi đào tạo là một hành động, nhưng có được đào tạo thì đòi hỏi một tư duy, đúng không ạ?
Chứ chúng ta muốn hành động nhưng mà tư duy nó không bảo chúng ta hành động như vậy. Tư duy ở đây tôi xin thưa là tư duy, với góc nhìn của tôi thì tôi nghĩ tư duy ở đây là tư duy đầu tư. Tư duy về việc là gì ạ? Tư duy chiến lược. Với bối cảnh như thế này, nguồn nhân lực quan trọng như thế mà chúng ta đang không có nguồn nhân lực bền vững, vậy thì làm thế nào để tất cả những người ngồi ở đây chúng ta kết hợp lại với nhau để tạo ra một cái hệ sinh thái mà ở đó đào tạo là một trong những hành động đi sau cái tư duy chiến lược của chúng ta để Việt Nam có một nguồn nhân lực bền vững. Và tiếp theo thì xin chị Hà có thể giúp chia sẻ là hiện tại thì đối với chính sách nhân sự tại công ty và xét ở cái cương vị là chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư thì chị định hướng như thế nào để mình có được một nguồn nhân lực bền vững mà xét đến cái yếu tố là hiện nay nguồn nhân lực của mình nó đang vô cùng khan hiếm hơn bao giờ. Cảm ơn em. Nói thật ra thì theo bản thân tôi cho là cái khái niệm bền vững ấy nó chỉ tương đối thôi. Bởi vì đặc biệt hơn hết là trong ngành mình, cái bền vững lại phụ thuộc con người, nó không phụ thuộc vào tài sản đầu tư. Nó là linh hồn, mà con người là một thực thể và nó bị chịu tác động kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp rất nhiều yếu tố để cho người ta có cái cảm nhận và tạo ra được cái quyết định từ chính bản thân họ chứ không phải từ người đầu tư. Cho nên cái bền vững ở đây ấy, nó phụ thuộc về kẻ vật chất và tinh thần. Về vật chất ấy, thì họ xem là cái chế độ đãi ngộ của chúng ta như thế nào, policy như thế nào để họ cảm thấy có sức hút, để họ có cảm thấy là đây là lựa chọn. Nhưng cái đấy nó cũng chỉ là phần đầu thôi. Cái tinh thần nó quyết định, nếu như bạn là phân loại ra bạn là lao động bình thường, ví dụ như là chỉ housekeeping hay là bạn làm những cái công việc cảnh quan hay là bảo vệ, ví dụ như vậy. Thì trong một cái dự án vận hành của ngành chúng ta ấy, thì cũng phải phân loại ra từng lớp như vậy. Thì chúng ta có một cái chế độ hợp lý để mà có một cái chính sách đi theo cũng hợp lý với từng loại đối tượng. Thế thì cái bền vững của chúng ta ở đây ý, như tôi nói không phải chỉ có policy về mặt vật chất. Cái đấy thì nhiều nơi có thể giống nhau, nhưng mà về tinh thần. Cái tinh thần mà giữ họ ở lại được ấy, bởi vì sau khi đạt được một cái level nhất định nào đó, một cái thu nhập nhất định, thì cái giữ họ lại được đó là môi trường làm việc, đó là văn hóa ứng xử. Nó rất là cái chế độ mà họ thấy rằng họ là một phần không tách rời khỏi dự án. Họ là một phần trong nó, họ được tôn trọng, họ được giao nhiệm vụ, họ được tự tin để mà phát huy cái ý tưởng của họ. Thì cái môi trường làm việc đó là chúng ta, đối với những cái level mà họ đã cao hơn ý, thì cái điều đấy còn quan trọng hơn. Cho nên từng lớp một đưa vào một cái dự án thì cái người quản lý luôn luôn phải nhìn thấy nhân tố tích cực ở đó. Và khi có những cái dẫn dắt của những cái nhân tố tích cực đó, họ sẽ tạo lên được một cái không khí, môi trường làm việc nó tốt hơn rất nhiều. Cho nên cái việc mà như chúng ta nói, cái sự bền vững trong ngành ấy thì nó đến từ những yếu tố chính là con người, cái đầu vào của chúng ta. Nhưng mà để cái kết hợp đó nó luôn được là bền lâu ấy, thì tôi nhìn thấy vấn đề đào tạo như các bạn đã từng chia sẻ. Đúng là trong những group lớn thì tuyển được như các bạn làm giám đốc nhân sự là tuyệt vời. Nhưng mà đại đa số đến 90% tổng thể của ngành Việt Nam không có người làm giám đốc nhân sự đúng nghĩa. Giống như chỉ là làm về nhân sự tuyển dụng và rồi là thống kê tính lương thôi. Không hề có tư duy gì về cái việc được đào tạo. Mà thực sự ra nếu mà nói đúng trong các bạn đều trưởng thành từ thực tế. Chứ còn nếu mà đào tạo trường lớp mà ra được làm nhân sự chuyên nghiệp trong ngành này thì tôi cũng chả biết sở ở đâu ra. Chả biết sở ở đâu ra, tìm ở đâu ra những cái con người đầu vào ưu tú như vậy. Cái đặc biệt và khi mà không có, khó nhất là giám đốc về nhân sự đối với tất cả các dự án về du lịch. Cái thứ hai như các bạn chia sẻ đó là về bảo kỹ thuật. Đó là hai cái mà giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều, bởi vì chi phí lớn nhất trong vận hành là chi phí nhân sự. Bất cứ một cái cơ sở lưu trú nào của chúng ta, chi phí lớn nhất là nhân sự. Và dự hỗ trợ cho nó tiết kiệm được chi phí phải nhờ vận hành, đó là kỹ thuật. Nhưng các bạn làm được cái kế hoạch đó hay không, làm được có phù hợp hay không, thì nó lại còn phù hợp vào rất nhiều yếu tố. Cho nên là cái việc đào tạo của chúng ta hầu như rất xa rời thực tế. Trường lớp bây giờ chúng ta có tham gia một vài buổi để mà diễn thuyết hay là đưa ra thực tế hay là hỏi đáp vân vân,
Nhưng mà cái việc đấy nó phải liên tục trong suốt bắt đầu quá trình đào tạo. Bạn bước chân vào đó thì cứ qua được mấy tháng là bắt đầu phải có thực tế. Làm thực tế liên tục. Chúng tôi tuyển dụng rất nhiều GM luôn. Nếu như mà nói từ Annam Dara Nha Trang cho đến khi làm Six Sense Ninh Vân Bay, cho đến Sunrise, cho đến Annam Dara Đà Lạt, và cho đến bây giờ là Imran Anh Bình Vân, vân vân, thì tôi tuyển dụng không dưới vài trăm người làm GM. Nhưng mà đạt được cái mong muốn như mình muốn thì nó rất ít. Thậm chí trong chỉ có vài tháng phải thay mấy GM luôn. Nó không đạt được. Ngay cả bây giờ còn đến, bây giờ thì hồi trước là nước ngoài, bây giờ đến Việt Nam, khác biệt nhau rất nhiều trong cái ảnh hưởng đó để dẫn dắt cái đội ngũ nhân lực của nhân viên chúng ta. Bởi vì ảnh hưởng của cái người đứng đầu rất là lớn. Mỗi GM thì có một cái cách làm việc, lan tỏa đến cái tinh thần và thái độ làm việc của nhân viên cũng khác. Cho nên là ở đây cái kết hợp giữa đào tạo thì chúng tôi rất là mong muốn cái việc đó, làm sao các cấp quản lý đặt ra đây là vấn đề cấp bách để liên kết giữa các đơn vị lưu trú và cái việc mà đào tạo nó thiết thực và hợp lý hơn nhiều. Thì cái này chứ không phải là chúng ta cứ quanh quẩn thế thì tiền đâu, cứ nói tiền đâu thì chẳng biết bao giờ làm được. Từ ý tưởng nó sẽ ra tiền thôi. Nhưng mà cái này nó phải quyết, quan trọng là đòi hỏi tính quyết liệt để mà có một cái đề án bắt tay vào thì sẽ có kết quả. Vâng ạ, cảm ơn chị Hà rất nhiều ạ. Và không biết là anh Việt thì anh có bổ sung thêm ý này không ạ? Đứng ở góc độ của người lao động, của nhân viên ý, thì tôi vì cũng thường xuyên quan tâm đến hỏi han các bạn ý, trên các cái nhóm như nghề khách sạn chẳng hạn. Thế này, người lao động của chúng ta rất mong muốn cái gì nhất? Trước tiên là thu nhập, là lương đúng không ạ? Và chúng ta cũng nhìn thẳng vào vấn đề là thu nhập của nhân viên của chúng ta hiện nay chưa cao so với cả mặt bằng chung của xã hội, của các ngành. Cho nên là nhân viên luôn mong muốn rằng làm thế nào để mà có thể cải thiện được cuộc sống, cải thiện được thu nhập cho người lao động của chúng ta. Và sau đó là cái môi trường làm việc cũng rất quan trọng như các diễn giả vừa chia sẻ. Làm thế nào để chúng ta đối xử công bằng, tạo cơ hội cho tất cả mọi người, nếu như ai đó mà có chí tiến thủ, có năng lực, có thái độ tốt thì trao cơ hội cho người ta để người ta phát triển. Và một câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được đó là làm nghề khách sạn thì bao lâu lên được sếp, bao lâu lên được trưởng bộ phận. Thế và chúng tôi luôn luôn giữ lửa nghề, luôn luôn cho các bạn rằng là cứ các bạn cứ có thái độ tốt đi, cố gắng tích lũy thật nhiều về kỹ năng, các cái kinh nghiệm trong nghề thì người quản lý của các bạn sẽ nhìn nhận thấy cái vấn đề đó và cái cơ hội sẽ đến với các bạn. Tất cả các quản lý của chúng ta cũng như chủ đầu tư đều nhìn nhận thấy, đánh giá được cái năng lực, cái khả năng của các bạn, chứ không phải chúng tôi không biết cái điều đó. Nên các bạn cứ nỗ lực phấn đấu thì cái cơ hội sẽ đến. Và bằng cách đó các bạn sẽ cải thiện được cuộc sống của mình. Và cái nữa là làm thế nào để trong cái môi trường làm việc của chúng ta ấy, chúng ta tạo cho mọi người nhiều cái cơ hội này. Rồi cái đào tạo cũng như các bạn chia sẻ. Và tôi cũng chia sẻ thêm một cái thông số về cái khảo sát ấy, về cái mà chúng ta quan tâm đào tạo thì... trong số 300 cái cơ sở lưu trú được hỏi thì 26% là có bộ phận đào tạo riêng và 52% là tuyển về rồi giao cho các trưởng bộ phận tuyển dụng. Như vậy con số này là lớn nhất và thực sự là chúng ta cũng chưa quan tâm nhiều đến cái công tác đào tạo. Và 3% là gửi đi học tại các cơ sở đào tạo nghề, con số rất nhỏ đúng không? Và 12% là nhân viên tự hướng dẫn nhau đó. Thế và 7% là chỉ tuyển dụng người đã có nghề. Đây là cái tổng quan của cả ngành chúng ta nhé, không phải các khách sạn lớn. Khách sạn lớn thì chúng ta đã có các cái bộ phận đào tạo rồi, nhưng mà các cái toàn ngành thì cái thông số nó như vậy, chỉ thấy rằng là cái công tác đào tạo của chúng ta cũng chưa thực sự được quan tâm lắm. Xin mời chị Minh. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Việt vừa mới chia sẻ những con số biết nói đúng không ạ? Thế và với những người làm nghề nhân sự thì những năm gần đây chúng tôi đã chuyển đổi tư duy. Trước đây chúng tôi gọi là human resources, là nguồn nhân lực. Thế nhưng bây giờ thì chúng tôi thay đổi tư duy, chúng tôi gọi là human capital. Cái từ khác nhau ở đây là nguồn và nguồn vốn. Nguồn vốn, nguồn nhân lực và nguồn vốn nhân lực. Nó chỉ khác nhau từ vốn thôi, nhưng mà nó nói lên rất là nhiều điều. Và nếu như quý vị lắng nghe thì quý vị thấy được rằng là gì ạ? Là để có được một nguồn vốn nhân lực ngày một phát triển thì chúng ta phải đầu tư, đúng không ạ? Và chúng ta đầu tư thời gian, trí tuệ, công sức, tiền bạc vào để đào tạo nguồn vốn nhân lực đấy. Thì trong ngành của chúng ta, nếu như mà một cái khảo sát sơ bộ năm 2023 thì chị Thảo vừa mới chia sẻ là với cái phân khúc khách sạn 5 sao ấy, thì tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, chúng tôi gọi là staff turnover, nó rơi vào khoảng từ 18 cho đến 20%.
Còn lại thì những phân khúc khác, đúng không ạ? Từ 4 sao rồi là những phân khúc lưu trú khác thì chúng tôi đang có một con số là từ hơn 30% cơ. Đó. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Trong đó thì những nếu như mà mình bẻ nhỏ những cái phòng ban ra thì chúng tôi thấy được rằng là tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên cấp thấp, tức là những nhân viên ở vị trí là buồng phòng rồi là phục vụ F&B hay là bên bộ phận lễ tân thì rất là cao, đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào chúng ta có được những cái nhân sự ấy? Thế mà lúc nãy thì là chị Hà có chia sẻ là cái bền vững này nó phụ thuộc vào hai yếu tố, một là vật chất và tinh thần, đúng không ạ? Thì vật chất ở đây ấy thì là có những cái đơn vị lưu trú có chia sẻ rằng là gì ạ? Nhân viên của họ bỏ đi chỉ vì là cái khách sạn bên cạnh trả hơn khoảng 100 ngàn đến 200 ngàn là đi, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể giữ được nguồn nhân lực của mình để có thể có được nguồn nhân lực bền vững với những nhân viên cấp thấp? Bởi vì như anh Việt cũng vừa chia sẻ là anh có trao đổi với rất nhiều các nhóm nhân sự thì họ nói là cái quan trọng nhất là họ phải có một cuộc sống ổn định, thu nhập ổn định, đúng không ạ? Rồi là có tinh thần như chị Hà nói. Vậy thì ở dưới góc nhìn của người mà có một nguồn vốn nhân lực trong tay như là chị Thảo và chị Nhi thì không biết là hai bạn có chia sẻ gì không? Mời Nhi. Làm thế nào để chúng ta có một cái nguồn vốn nhân lực ổn định ở các cái vị trí mà hiện nay đang chảy máu chất xám rất là nhiều, ví dụ housekeeping, F&B, đúng không ạ? Đối với em, theo em quan điểm thì mình phải tập trung vô là nguồn địa phương. Đi đâu đi chăng nữa, nguồn địa phương là cái nguồn nhân lực mà mình có thể giữ chân và có thể là được xem như là một người nguồn nhân lực bền vững. Cái tiêu chí thứ hai nữa là mình phải cho họ biết được cái con đường họ phát triển như thế nào ở tại công ty, ở tại môi trường họ làm việc. Khi mà họ có được, họ nhìn nhận được cái con đường phát triển thì đương nhiên là mình có thể được là duy trì và có thể nuôi nguồn được lâu dài. Và đó là một trong những cái dẫn chứng mà khi này em cũng đã chia sẻ là từ một bạn lễ tân, khi các bạn vào làm, các bạn được đào tạo kỹ lưỡng, như chị Hà có chia sẻ là mình phải on-job training, cross-training ở tại tất cả các bộ property khác. Và cũng như là các bạn nhìn được cái định hướng phát triển tương lai của mình ở tại cái môi trường làm việc của mình, của họ, thì chắc chắn là mình sẽ giữ được nguồn và mình sẽ có một cái nguồn nhân lực bền vững ở tại đó. Cảm ơn Nhi rất là nhiều và không biết Thảo có bổ sung gì thêm không? Em chỉ xin phép bổ sung cái này ạ. Tại vì Nhi đã nói về cái cách làm thế nào để giữ được chảy máu chất xám, đúng không ạ? Thì em lại có một cái nhìn nó khác ạ. Là cái xu hướng trong tương lai, vừa nãy có một cái ý trong cái bài trình bày của anh Thắng. Dạ. Của anh Tuấn. Thì cái yếu tố lao động thời vụ, chúng ta đang đi sau Trung Quốc, chúng ta đang đi sau Singapore và chúng ta đang đi sau Úc, New Zealand hàng mấy chục năm. Và nếu như chúng ta nhìn vào cái xu hướng nhân sự của những cái nước đấy bây giờ, anh chị có thể thấy rằng là họ không có lao động chính thức nữa, mà họ sử dụng hourly labor, có nghĩa là lao động thời vụ rất là nhiều. Và thực ra là em thấy rằng chính phủ Việt Nam mình đang bắt đầu manh nha cho những cái chuyện đấy bằng cái chính sách. Nếu như mà ai đây làm nhân sự cũng thấy rằng là cái bộ luật lao động năm 2019 ấy đã bắt đầu quy định là nếu như mà nhân sự thời vụ mà chúng ta dùng từ một tháng trở lên á, là chúng ta phải đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm tất cả các thứ cho họ giống như nhân viên bình thường. Thì đấy cũng chính là một cái xu hướng. Thế thì bây giờ cái giải pháp cho những cái xu hướng mà nhân sự cấp thấp chảy máu thì như thế nào? Thì em nghĩ rằng chúng ta không có cách nào khác, chúng ta chỉ có hai giải pháp. Ngoài cái giải pháp là tập trung vào cái nguồn lao động địa phương và đào tạo giống như bạn Nhi nói, thì chúng ta tập trung vào cái giải pháp là multiple task, có nghĩa là một vị trí sẽ kiêm nhiệm nhiều công việc. Nếu mọi người nhìn vào cái xu hướng của những cái nước phát triển ấy, ví dụ như một cái bếp nhá, là họ sẽ không có steward ở đâu ạ, không có nhân viên vệ sinh ở đâu ạ, mà là một cái bếp đấy là toàn bộ nhân viên bếp họ sẽ tự làm với nhau. Tất cả các đầu bếp họ đến, họ mở cửa bếp, họ chuẩn bị để họ nấu. Kết thúc ca, họ tự dọn dẹp bếp, không có steward nữa và tất cả trở thành kitchen helper. Được chưa ạ? Thế thì đấy là một cái xu hướng mà chúng ta sẽ phải theo, sớm hay muộn chúng ta cũng phải theo, là multiple task. Và chúng ta sử dụng cái việc đó, và thay vì chúng ta sử dụng 50 người, thì chúng ta sẽ sử dụng 4 người thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tăng lương cho 4 người đấy và họ tăng đồng thời tăng cái thu nhập của họ. Đó.
rồi là cái việc chúng ta sử dụng nhân viên thời vụ là chắc chắn chúng ta phải sử dụng rồi. Và cái việc mà chúng ta sử dụng nhân viên thời vụ, vậy làm thế nào để cho nhân viên thời vụ người ta làm được theo đúng cái quy trình quy chuẩn của chúng ta, thì nó lại quay trở lại cái bài toán là gì đấy ạ? Là đào tạo. Vừa dùng vừa dạy. Vậy thì cái việc đào tạo đấy chúng ta lại phải quay trở lại, chúng ta khai thông hoặc là chúng ta thay đổi cái tư duy của những cái người key person, những cái người trưởng bộ phận, những cái người mà họ đang ở cấp cao như bây giờ, là họ sẽ phải quen với cái việc là họ sẽ phải sử dụng nhân viên thời vụ. Họ sẽ phải quen với cái việc multiple task. Và trong cái việc multiple task đấy là chúng ta sẽ tăng được cái thu nhập của người lao động. Và vô hình chung là người lao động người ta thấy rằng là à, cái nguồn thu nhập cuối tháng của chúng tôi nó tăng lên như thế thì họ sẽ cảm thấy happy hơn. Đúng không ạ? Đằng nào cuối ca họ chả phải ở lại họ lân la. Vậy thì trong cái giờ lân la nửa tiếng, một tiếng đấy, họ clean luôn cái bếp đấy, họ dọn dẹp luôn cái bếp đấy, thì họ sẽ tăng thêm một chút thu nhập và họ nói chung là đôi bên cùng hài lòng. Thì đấy cũng sẽ là một cái giải pháp mà em nghĩ rằng là về lâu về dài trong tương lai là chúng ta sẽ phải làm quen và chúng ta sẽ phải sử dụng ạ. Cảm ơn Thảo rất nhiều đã chia sẻ. Nó lại là một lần nữa chúng ta nói về tư duy, đúng không ạ? Tư duy đổi mới và tư duy dám nghĩ dám làm, đúng không ạ? Để thay đổi cho phù hợp với cả bối cảnh. Thế thì mình quay trở lại một chút về về cái câu chuyện bền vững nữa, đúng không ạ? Thế thì chúng ta nói với nhau rằng là gì ạ? Sau Covid thì cái nguồn nhân lực của khách sạn trở nên khan hiếm hơn bao giờ, tức là trước đây đã khan hiếm rồi, vừa thiếu về chiều sâu lại vừa thiếu về chiều rộng. Thế mà sau Covid thì lúc nãy chúng ta cũng nghe tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn có chia sẻ đấy ạ, là cái nguồn nhân lực của ngành hotel, ngành dịch vụ, ngành du lịch đã chuyển ngành sang một lĩnh vực khác và bây giờ không có nhu cầu, tức là không có mong muốn quay trở lại nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có quá nhiều lựa chọn trên thị trường về nghề nghiệp và ngành cái nghề trong, tức là làm việc trong ngành hotel nó không còn là một cái sự hấp dẫn như là trước những năm từ trước 2018-2019 nữa. Thế cho nên bây giờ ấy thì là nó sẽ khó khăn. Thế nhưng mà thưa quý vị, là chúng ta ngồi ở đây bây giờ là đầu năm 2024, đúng không ạ? Và chúng ta đang hy vọng rằng là 2024 sẽ mở ra một cơ hội cho ngành du lịch, cho ngành lưu trú ở Việt Nam. Chúng ta đang hy vọng điều đó. Và hy vọng là một điều vô cùng đẹp đẽ và tuyệt vời để chúng ta bước tiếp và nỗ lực tiếp theo. Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Chúng ta không thể nào khẳng định được rằng là gì ạ? Sẽ không có một cái đại dịch tương tự như Covid sẽ xảy ra. Và vì thế cho nên là chúng ta đã trả giá với việc là trong Covid thì chúng ta đã cắt giảm nguồn nhân lực, đúng không ạ? Chúng ta cắt giảm ngân sách đào tạo, chúng ta không có cái khả năng để làm điều đấy. Như vậy thì nếu như bây giờ chúng ta vẫn còn đang rất là khó khăn về ngành, về nguồn nhân lực của ngành của mình, thế mà chúng ta lại không nỗ lực gấp đôi, gấp ba để Việt Nam có một nguồn nhân lực bền vững để chúng ta có thể đối phó được, có thể thích ứng được, có thể đối ứng được với những cái vấn đề mà chúng ta không thể lường trước được. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Thì một lần nữa chúng tôi cho rằng đây là một cái nỗ lực của toàn ngành, toàn các cấp và tất cả các anh chị ngồi ở đây là đại diện của các doanh nghiệp, đại diện của các tổ chức. Chúng ta cùng nhau để tạo ra một hệ sinh thái. Nhưng mà vì cái chủ đề này nó rất là rộng và nó cũng là một chủ đề khá là đáng được quan tâm, vì thế cho nên là em cũng muốn hỏi anh Việt là vậy thì anh có một cái gợi ý gì, một cái kế sách gì để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng và chuẩn bị để cho có một cái nguồn nhân lực bền vững trong ngành lưu trú không ạ? Dạ vâng. Như chúng ta biết là chiến lược phát triển ngành du lịch của Việt Nam chúng ta đến 2030 là chúng ta sẽ đứng vào top 30 của nền du lịch thế giới, đúng không ạ? Và cái lực lượng lao động của chúng ta dự kiến là sẽ tăng từ 1 triệu lên 3 triệu. Và năm 2030 chúng ta sẽ cần khoảng 3 triệu người lao động trong ngành du lịch và khách sạn. Thế thì để đạt được cái chiến lược này cực kỳ là khó khăn. Như chúng ta biết rằng là hiện nay các khách sạn đều rất khó tuyển dụng, kể cả như chị Hà đã đề cập. Thế và với hiện tại đã như vậy thì trong những năm còn lại sẽ như thế nào? Thì trước nhiên tôi nghĩ rằng là một mặt là chúng ta cần phải cải thiện đời sống của người lao động, các chủ đầu tư chúng ta cải thiện để chúng ta hút ngược trở lại cái lực lượng lao động mà đã chảy máu trước đây và bồi dưỡng thêm cái nguồn lao động sắp tới để làm nào chúng ta để người lao động thấy rằng là ngành khách sạn thực sự là một ngành hấp dẫn như là trước 2018-19 trước đại dịch. Thế thì cái nó bằng nhiều cách mà chúng ta đã thảo luận, ví dụ như là nâng cao chất lượng cuộc sống, đối xử công bằng, xây dựng về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa của nhà tuyển dụng, những cái đó là những cái tổng thể
để mà chúng ta có thể thu hút được cái nguồn lao động. Và đồng thời cái quan trọng nữa là đào tạo, như chúng ta đề cập. Đào tạo thì bản thân các trường cũng như toàn xã hội chúng ta tuyên truyền quảng bá rằng là cái nghề khách sạn của chúng ta, nghề du lịch của chúng ta là một nghề năng động. Thực sự chúng tôi luôn luôn hướng định hướng cho người, cho các em ấy, cho các cái thế hệ mà bây giờ đã học cấp 3 hoặc là học sinh viên rằng là nghề khách sạn, nghề du lịch của chúng ta bên cạnh cái nguồn thu nhập sẽ mang lại rất rất nhiều các cái giá trị khác nữa cho các bạn ý. Ví dụ như là tác phong chuyên nghiệp này, ngoại ngôn, ngoại ngữ này, rất nhiều các giá trị mà sau này các bạn nếu một ngày nào đó không làm trong nghề khách sạn, nghề du lịch nữa thì các bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Sẽ đào tạo cho các bạn ý cái tác phong, cái thái độ làm việc mà bất kể cái ngành nào cũng mong muốn. Một cái lý do mà chảy máu là như vậy đấy ạ. Tức là sao? Chúng ta đã có những cái lao động cực kỳ là xuất sắc, cực kỳ là chuyên nghiệp và các ngành khác thèm muốn. Như chúng tôi trước đây khi mà chúng tôi còn là người lao động, còn là nhân viên cấp thấp thì luôn luôn rằng là các ông chủ, các cái giám đốc mà khách ở khách sạn chúng ta ấy luôn lân la rằng là mày có muốn sang cơ sở tao làm việc không? Đó, thì chính đấy là một những cái lý do mà chúng ta bị chảy máu. Thì làm thế nào chúng ta giữ được chính những cái người đó bằng những cái giải pháp như chúng ta đã đề cập. Đấy, đã đề cập như là chúng ta trao cơ hội cho mọi người để mọi người thăng tiến và chúng ta cho mọi người thấy rằng là nghề của chúng ta sẽ thay đổi, sẽ hấp dẫn hơn trong tương lai và chúng ta hút được nhiều các cái nguồn lao động đó. Và cũng như bạn Thảo có đề xuất là những cái giải pháp của chúng ta, ví dụ như là một vị trí sẽ phải làm nhiều công việc hơn, kiêm nhiệm hơn để mà giải quyết được cái quản lý được cái nguồn lao động hiệu quả. Chúng ta làm nào vừa hài hòa được lợi ích của người sử dụng lao động và cũng nâng cao được, cải thiện được cái chất lượng của nguồn lao động. Khi cái điểm, hai điểm nó hài hòa với nhau thì chúng ta sẽ có sự bền vững. Vâng, cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Chủ đề nguồn nhân lực bền vững là một chủ đề rộng và đòi hỏi rất là nhiều những nghiên cứu cũng như là những dữ liệu để chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một nguồn nhân lực bền vững cho ngành du lịch nói chung và ngành lưu trú nói riêng. Tuy nhiên thì với các chia sẻ của các diễn giả thì chúng tôi xin phép được gói lại những cái đề nghị, những khuyến nghị rằng thì là để có được một nguồn nhân lực bền vững thì là chúng ta chú trọng đến hai yếu tố là yếu tố vật chất và yếu tố tinh thần. Thế thì nói đến yếu tố vật chất thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người lao động, đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái lực lượng lao động dễ bị tổn thương. Ở đây có nghĩa là những lực lượng lao động ở cấp thấp, nơi mà chúng ta sẽ có nhiều người ra đi, bỏ nghề là bởi vì là có rất nhiều những cái yêu cầu khắt khe khi làm ở trong nghề dịch vụ, đúng không ạ? Thế thì làm thế nào chúng ta có một cái chế độ phù hợp mà đảm bảo cho người lao động gắn bó với cả doanh nghiệp. Về vật chất nó còn có một yếu tố nữa là quan trọng, là bởi vì sao? Bởi vì là còn quan tâm đến những cái chế độ phúc lợi. Nơi ở cái chế độ phúc lợi thì nó còn có các chính sách bảo hiểm, rồi là chính sách cho các bữa ăn. Ví dụ như là chúng tôi nhìn thấy được rằng là gì ạ? Có rất nhiều các lao động trong các anh chị em nguồn nhân lực của mình đấy ạ, trong các cái bộ phận như là housekeeping hay F&B, các bạn ấy không thể chịu được sự vất vả. Sau một thời gian thì là chọn một cái nghề khác nó nhẹ nhàng, nó nhàn hơn. Vì thế lại là một cái câu chuyện mà tất cả các ngành các cấp chắc lại phải chú trọng đến vấn đề thể chất của nhân viên nữa, đúng không ạ? Thế rồi là về tinh thần thì tạo ra văn hóa làm việc, rồi là tạo ra những cái cơ hội nghề nghiệp, những cái cơ hội phát triển. Và không thể thiếu được đấy là đồng hành trong cái quá trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho các cán bộ nhân viên trong tất cả các cơ sở lưu trú. Thế thì ở đây chúng tôi xin phép được khép lại phiên thảo luận về nguồn nhân lực bền vững trong khuôn khổ hội thảo ngày hôm nay. Và xin được trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đã chú ý lắng nghe. Và chúng tôi cũng mong có thêm thời gian để cùng nhau đàm đạo về cái chủ đề này. Bởi vì tôi tin rằng là chúng ta hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về sự khan hiếm của nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch nói chung và ngành lưu trú nói riêng. Thì xin được thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của chị Hà, sự có mặt của anh Việt, của Thảo và của Nhi đã chia sẻ với tất cả các quý vị về quan điểm để chúng ta có được một nguồn nhân lực chất lượng cao. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thúy Minh, Ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội khách sạn Việt Nam và các diễn giả. Xin trân trọng cảm ơn.
Thưa quý vị đại biểu, hiện nay việc ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu trong hoạt động du lịch nói chung và khách sạn nói riêng. Xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Quy, Giám đốc Giải pháp Kỹ thuật Công ty Aztec trình bày chủ đề Giải pháp Công nghệ Thông minh ứng dụng cho khách sạn. Xin kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, thì chắc là mọi người cũng nghe tới cái cụm từ là khách sạn thông minh, thì nó không còn xa lạ với tất cả chúng ta. Thì khách sạn thông minh thì nó trở thành một xu thế và góp phần vào sự phát triển và thay đổi cái bộ mặt của ngành du lịch khách sạn của chúng ta. Thì chính vì vậy mà cái việc ứng dụng các cái công nghệ thiết bị thông minh vào trong các cái khách sạn là một sự hết sức cần thiết. Và hôm nay thì điều này thì nó cũng giúp cho chúng ta thu hút được nhiều cái khách hàng hơn và giúp cho khách hàng có những cái trải nghiệm mới, thú vị, độc đáo và tiện nghi. Thì hôm nay Aztec cũng xin giới thiệu một số các giải pháp nổi bật để có thể ứng dụng vào trong các cái khách sạn thông minh. Thì Aztec thì là một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam, có hơn 20 năm kinh nghiệm về phát triển khoa học công nghệ và ứng dụng các cái công nghệ thông minh cho các cái công trình tòa nhà văn phòng nói chung và khách sạn nói riêng. Thì Aztec cũng đạt được rất nhiều các cái thành tựu và phần thưởng, như luôn là nọt trong top các cái doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ và thông tin hàng đầu Việt Nam, có đạt được rất nhiều các cái giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, là một trong những cái thương hiệu quốc gia và rất vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thì chúng tôi có trụ sở văn phòng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Aztec cung cấp rất nhiều các cái giải pháp hệ thống công nghệ thông minh cho các cái tòa nhà, như các cái giải pháp phủ sóng di động, giải pháp quản lý giám sát tòa nhà, giải pháp kiểm soát an ninh, giải pháp các giải pháp về robot cho khách sạn, các cái giải pháp check-in, check-out bằng self-service kiosk, giải pháp về quản lý phòng khách sạn thông minh và các cái locker thông minh. Thế thì vì cái thời gian không có nhiều nên tôi xin phép được giới thiệu một số các cái giải pháp điển hình. Đầu tiên phải nói đến là cái giải pháp kiểm soát an ninh, kiểm soát vào ra và phương tiện cho mỗi khách sạn. Thì cái hệ thống này rất là phổ biến. Tuy nhiên thì cái điểm nổi bật của Aztec là gì? Là ứng dụng cái công nghệ mà hiện đại nhất hiện nay, đó là nhận dạng khuôn mặt 3D và xác thực vân tay 3D không chạm. Đấy. Ngoài ra thì một đặc điểm nổi trội khác của Aztec đó là chúng tôi có hàng chục kỹ sư R&D có thể cung cấp tới quý khách hàng cái phần mềm mà có thể tùy chỉnh theo cái yêu cầu quản lý của từng khách sạn. Tức là chúng ta sẽ có những cái phần mềm riêng cho từng cái khách sạn riêng và không phải theo một cái khuôn mẫu dập khuôn. Một cái giải pháp mà ứng dụng cho cái dịch vụ valet parking. Thì đối với những cái khách sạn cao cấp hoặc là những cái hội nghị, ví dụ như những cái hội nghị của chúng ta hôm nay, thì có rất là nhiều ô tô, xe cá nhân của các quý vị đến. Thì cái việc mà hỗ trợ khách hàng đỗ xe, đấy cũng là một cái dịch vụ mà ngay từ đầu khách hàng đã được trải nghiệm được cái sự tiện nghi và cao cấp. Thì chúng tôi cung cấp cái thiết bị có thể là hỗ trợ cho cái việc này. Thì thiết bị cầm tay và có thể chụp hình nhận dạng biển số xe, chụp lại toàn bộ cái hình ảnh của xe, cái hiện trạng như thế nào và phát cho khách hàng một cái ticket. Thì khi mà tức là và cái ticket này nó sẽ ghi được toàn bộ cái thông tin của xe ứng với là cái thời gian xe vào khách sạn. Khi mà khách hàng đi ra thì họ đưa lại cái ticket và sẽ quẹt lại vào máy và sẽ xác thực được
là thời gian vào, thời gian ra và tất cả những cái dữ liệu hình ảnh lúc vào lúc ra, và nhân viên sẽ lấy lại xe cho khách. Robot ứng dụng cho khách sạn, đây là một cái xu thế. Ở Việt Nam thì cái việc ứng dụng robot cho khách sạn chưa phải là phổ biến. Thế nhưng mà chúng ta đã biết là ở Trung Quốc, Nhật Bản hay là Hàn Quốc hay là một số nước ở châu Âu thì robot được ứng dụng trong khách sạn rất là nhiều. Thì nó hỗ trợ rất nhiều cho việc quản lý trong khách sạn, cũng như là tạo cho khách hàng có những cái trải nghiệm rất là thú vị và tiện nghi. Thì đầu tiên có thể nói đến là cái robot lễ tân. Tức là cái robot này thì có thể giao tiếp với khách hàng bằng giọng nói. Tức là nó sẽ cung cấp những cái thông tin chào hỏi, giúp cho khách hàng có thể tra cứu hỏi các cái thông tin về khách sạn, các cái dịch vụ của khách sạn, và nó có thể dẫn đường cho khách tới các cái vị trí mà khách mong muốn, dẫn tới phòng hoặc là dẫn tới phòng, các cái phòng dịch vụ khác. Tiếp theo là robot phục vụ giao đồ, giao hàng cho khách hàng tới tận phòng. Tức là robot nhận order của khách hàng và lễ tân, hoặc là những cái đơn vị Grab hay vận chuyển có thể là đến để bỏ hàng vào robot ấy, là bấm số phòng là tự robot sẽ mang hàng lên, tự gọi thang máy, tự đến cửa phòng và tự gọi điện thoại vào phòng. Đấy, khách hàng chỉ cần ra cửa lấy đồ. Thì cái này nó rất là tiện nghi và khách cũng không cần phải tiếp xúc hoặc là không cần phải xuống. Nhất là trong thời gian dịch thì cái việc này là tránh tiếp xúc rất là tốt. Đây là một số cái công nghệ về robot là chiếm dụng cái không gian không lớn, tức là cái hành lang đi lại chỉ cần 60 cm, và được ứng dụng công nghệ là tự động tránh các cái vật cản, rồi tự động kết nối và đi gọi thang, và có nhiều cái khoang chứa có thể lên tới 30-40 lít. Một loại robot nữa hoàn toàn tự động, đó là robot gọi là vệ sinh, hút bụi, lau sàn. Thì cái này có thể ứng dụng 4 công nghệ đồng thời trên một con robot, đó là quét, trà, lau và hút. Thì và hoàn toàn tự động, chúng ta có thể lập trình nó một ngày nó có thể làm việc 2 lần, thì vệ sinh hoàn toàn cái khách sạn kiểu này, giúp giảm được cái nhân công rất là nhiều. Thì và khi mà robot này là nó hoạt động là nó có cái trạm sạc và trạm nạp nước và xả nước tự động, tức là hầu như chúng ta không cần phải can thiệp, pin yếu thì nó sẽ tự về trạm để nó sạc đó. Cái giải pháp tiếp theo đó là cái kiosk phục vụ cho check in check out tự động, đây gọi là self service kiosk. Thì chắc là các quý vị cũng đã biết về cái sản phẩm này. Thì Aztec cũng cung cấp các cái sản phẩm, nó ứng dụng nhiều cái công nghệ trên cái thiết bị như là nhận dạng khuôn mặt, sinh trắc học bằng giọng nói, đọc QR code, đọc căn cước, đọc hộ chiếu và cấp phát thẻ phòng cho trực tiếp cho khách. Thì khách hàng có thể đến khách sạn hoàn toàn có thể làm thủ tục trên và chọn phòng ở trên cái kiosk. Một cái giải pháp nữa đó là cái phòng khách sạn thông minh. Thì ra trong cái phòng khách sạn thông minh ấy, thì nó cũng gần giống như là cái smart home mà mọi người đã biết. Đó là chúng ta có thể, trong phòng chúng ta có thể điều khiển tất cả các thiết bị trên bằng điện thoại hoặc là tablet. Từ chiếu sáng, rèm mành, điện thoại, bằng điều hòa hoặc là media, xem phim, âm thanh, các thứ. Thì cái này nó sẽ mang đến cái trải nghiệm rất là hiện đại và tiện nghi cho khách hàng. Thì tất cả những cái sản phẩm này thì hôm nay Aztec cũng mang đến và có demo ở phía bên ngoài. Nếu mà quý vị bớt chút thời gian thì có thể ghé thăm và trải nghiệm các cái sản phẩm của Aztec. Thì để mà cho mọi người dễ hình dung và nắm bắt được cái nội dung này thì sau đây tôi xin chiếu một đoạn video giới thiệu về các cái công nghệ này. Thank you.
Vâng ạ. Mời quý vị có thể ghé thăm gian hàng của ATEC để trải nghiệm các cái sản phẩm và giải pháp của ATEC. Vâng, xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và chúc hội thảo của chúng ta thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn ông Trần Văn Quy, Giám đốc Giải pháp Kỹ thuật Công ty ATEC. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu nghỉ giải lao 15 phút. Xin kính mời quý vị đại biểu.